Câu hỏi thì ở đây thì anh cũng có một vài cái câu hỏi mà các bạn ấy đã, các bạn học sinh online của tí đã gửi về cho fanpage học văn chị Hiên. Thì bây giờ anh sẽ lựa chọn ra một vài câu hỏi như thế này để mong rằng là chị Hiên, chị Tân và bạn Hải Quỳnh có thể giải đáp cho tất cả các bạn ở đây nhá. Câu hỏi đầu tiên muốn gửi đến đó là: em không biết bắt đầu học văn từ đâu và bị hỏng kiến thức rất nhiều ạ. Thì cái câu hỏi này xin được mời chị chị Ân trước đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ một chút nào. Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi học văn ngày hôm nay. Thì đối với câu hỏi này thì đây là một câu hỏi cũng là câu hỏi của rất nhiều các bạn, và không chỉ các bạn ngồi đây mà gần như là các bạn đang học trong các trường trung học phổ thông, và gần như là các bạn đang dần mất đi hứng thú đối với môn văn. Đó là từ khi các bạn đã học của các cấp nhỏ rồi, và lên đến cấp 3 thì các bạn càng cảm thấy là gì, mình một bài không học thì những bài sau chúng ta sẽ không còn một kiến thức nữa. Và không chỉ môn văn mà tất cả các môn học khác thì nó đều là những chuỗi liên kết với nhau. Nếu như bài hôm nay các bạn không học thì chắc chắn bài ngày mai các bạn sẽ bị hỏng đi. Và cứ dần như thế thì các bạn sẽ cảm thấy sợ và không muốn học nữa. Vậy nên là nếu như các bạn muốn là chúng ta có cảm hứng thì chúng ta sẽ cứ dần dần. Hôm nay chúng ta học được một ít thì ngày mai chúng ta sẽ được nhiều hơn. Và chúng ta sẽ dần dần lấy lại được cảm hứng của chính mình từ khi đấy. Và trên đây thì tôi cũng muốn tất cả các bạn, học văn là một môn học sẽ không chỉ là chúng ta sẽ làm được công việc đầu tiên mà các bạn yêu thích, đó là đỗ đại học trong tương lai, mà học văn cũng là học làm người để các bạn có thể sống tốt trong tương lai. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Tân ạ. Và có một câu hỏi một bạn học sinh muốn hỏi đến chị Minh Hiên ạ, là em khó diễn đạt ý của mình trong bài viết, liệu có cách khắc phục không ạ? Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mà chị gặp phải câu hỏi này. Bởi vì là đa số là các bạn khi mà tham gia bất cứ khóa học nào của chị, khóa học online hay là tham gia những cái phần livestream chị phát trực tiếp ở trên fanpage, thì lúc nào cũng hỏi là em có ý đấy, nhưng mà em không biết là em nên diễn đạt ý của em như thế nào cho nó hay. Vấn đề là như vậy. Thật ra suy cho cùng, bên bản chất của phần diễn đạt thì nó nằm ở phần mà các bạn sử dụng từ ngữ. Vậy thì rõ ràng là bởi vì mình thiếu vốn từ và mình chưa có cái sự linh hoạt nên mình mới gặp phải trường hợp như vậy. Thế nên lời khuyên ngắn gọn phải cho bạn nào mà đang gặp phải cái tình trạng mà diễn đạt kém ở trong phần làm văn, đó là: một, hãy bổ sung vốn từ của mình, và thứ hai đó là hãy viết thường xuyên, đọc thường xuyên để có thể sử dụng cái vốn từ đó linh hoạt hơn, thì chắc chắn là cái phần diễn đạt của các bạn sẽ tốt hơn. Rồi, rất là cảm ơn cái phần trả lời rất là, anh nghĩ là rất là trọng tâm của câu hỏi của chị Hiên. Và bây giờ thì anh cũng muốn ở dưới, không biết là các có bạn nào có câu hỏi muốn gửi tới cho chị Hiên thì các bạn có thể giơ cánh tay của mình lên được không ạ? Có bạn nào hả? Chắc là các bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ đúng không? Thì trong lúc các bạn có thể suy nghĩ ra những câu hỏi thì bây giờ anh cũng xin được đọc thêm một cái câu hỏi. Và đối với câu này thì anh muốn hỏi Hải Quỳnh đi, để các bạn để xem Hải Quỳnh chia sẻ như nào dựa trên cái kinh nghiệm học văn của mình. Đấy là một câu hỏi của một bạn đến từ Sài Gòn, và anh gửi là: em cảm thấy tác phẩm 12 hơi khó ạ, không hiểu sâu tác phẩm nên để em thấy khó giải quyết ạ. Em tin là dưới này có rất nhiều bạn cũng có cái thắc mắc như này, thì xin mời Hải Quỳnh, hiểu không? Trước tiên thì là mình biết là cái câu hỏi này cũng là cái thắc mắc chung của rất nhiều bạn, thì mình là Hải Quỳnh và mình sẽ trả lời câu hỏi này trên cái tư cách là một bạn học sinh cũng từng gặp cái khó khăn trong cái vấn đề giống như bạn nhỏ này, và mình đã có thể vượt qua nó như sau. Đối với những cái tác phẩm lớp 12, chúng ta biết được là trước tiên chúng ta phải đặt nó vào một cái lộ trình trong chương trình ngữ văn trường trung học phổ thông đợt cấp 3. Và chương trình ngữ văn lớp 12 là những cái tác phẩm văn học hiện đại rồi. Vậy nên là chúng ta có thể chia ra từng cái giai đoạn để chúng ta nắm được cái cách học và nội dung chính. Bởi vì là nội dung của một tác phẩm văn học nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoàn cảnh sáng tác của nó. Ví dụ như là tác phẩm của Thà Nô của Nguyễn Trung Thành thì chúng ta phải đặt vào trong cái hoàn cảnh là
chiến chống Mỹ của dân tộc ta, hay là cái tác phẩm Vợ Nhận của nhà văn Kim Ngân, thì chúng ta cũng cần phải đặt vào cái hoàn cảnh sáng tác của nó vào những cái năm nạn đói là 1945. Bởi vậy mà để không bị mông lung trong cái quá trình ôn tập kiến thức nền đối với các tác phẩm văn học lớp 12, thì trước tiên các bạn phải nắm được cái lộ trình, đó là cái hoàn cảnh sáng tác của những tác phẩm đó, chia ra cái tác phẩm đấy ra đời trong vào hoàn cảnh nào, thời kỳ kháng chiến chống Pháp hay là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hay là vào thời kỳ đất nước đã độc lập, giống như là tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Minh Hưng và Cuối Minh Châu. Bên cạnh đó, sau khi mà chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh khác rồi thì cái việc ôn tập kiến thức này nó cũng rất là quan trọng, và một cái phương pháp chủ yếu được rất nhiều bạn áp dụng và mình cũng đã từng áp dụng đó chính là chúng ta sẽ sử dụng sơ đồ tư duy, học từ khóa là chính, chắc lọc ra những cái từ khóa của từng luận điểm một để chúng ta học. Và cùng với cái góp ý về mặt diễn đạt của chị Hiên vừa mới chia sẻ thì mình tin là cái quá trình diễn đạt về kiến thức nền của các tác phẩm văn học lớp 12 sẽ không còn khó khăn với các bạn nữa. Và mình mong là các bạn sẽ coi đây là một cái kinh nghiệm để chúng ta học tập nhất. Không biết là các bạn ở dưới các bạn đã có thể ghi nhớ được cái câu trả lời của chị Hải Quỳnh chưa ạ? Để hỏi xem các bạn ghi nhớ chưa, anh xin hỏi một vài bạn xem Hải Quỳnh có trả lời gì nhá. Không, các bạn ngồi ở dưới có vẻ như các bạn mời em đi. Tác phẩm theo sơ đồ tư duy và những từ khóa, đặc biệt là cảnh đối tượng, hoàn cảnh mà tổng thống Pháp. Bổ sung không? Cái việc mà anh hỏi lại như này ấy, là cái việc để các bạn có thể ghi nhớ và về nhà các bạn có thể áp dụng, chứ không phải là ngày hôm nay đến đây các bạn xong rồi các bạn về các bạn quên hết thì nó sẽ không hay được không ạ? Rồi, thì câu hỏi tiếp theo. Có một câu hỏi, một bạn học sinh đến dự buổi tour ở hôm nay có muốn hỏi đến cô và hai chị ạ? Ở hôm nay đến đây có một câu hỏi hỏi cô và các chị là biết con nào lâu anh ngồi là tên nào đấy, em có được nhớ tâm hình vui văn vì nhớ lúc cũng học được bản thân chẳng hạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều và cảm ơn sự dũng cảm của em. Bởi vì khi chúng ta dũng cảm thì chúng ta mới trở thành người nổi bật được. Chúng ta chỉ có thể thành công và tạo được ấn tượng với người khác khi chúng ta dám làm điều gì đấy khác biệt thôi. Nên mong là các bạn sau này cũng có thể can đảm như vậy, sẵn sàng làm mọi thứ, bứt phá ra khỏi giới hạn an toàn của mình nhé. Rồi quay trở lại với câu hỏi mà bạn ấy vừa đặt cho chị, đó là làm thế nào để có thể giữ được cái năng lượng khi mà chúng ta học môn văn và chúng ta sẽ không bị gọi là đúng theo ngôn ngữ của các bạn là tụt mốt đúng không? Tụt mốt hoặc làm một cái gì đấy và cụ thể đây là khi học môn văn. Thực ra mà nói thì cái cảm xúc mọi cái mà chị đưa ra cho em thì chỉ là một cái lời khuyên thôi, còn tự bản thân các em phải có thể giữ được năng lượng cho mình và tự giữ được năng lượng cho mình, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Thế nên là vừa rồi Lan Anh cũng đã đưa ra một cái phương pháp là mỗi ngày viết cho mình một cái lời chúc để bản thân mình can đảm hơn với những cái gì mà mình đang cố gắng và nỗ lực. Thì chị cũng mong các em đối với việc học văn cũng như vậy, khi mà các bạn cảm thấy rất là chán nản, muốn buông xuôi thì hãy nhớ về cái lý do mà mình bắt đầu, phải cố gắng lên để đỗ đại học trước, hoặc là đỗ đại học, hoặc là sẽ gọi là mông lung ở một con đường nào đấy. Nên là tự bản thân các em hãy cố gắng giữ năng lượng cho chính mình bằng việc là mỗi ngày dành cho mình, ví dụ như là có thể sưu tập một vài bài thơ hay này, như chị là rất hay đọc thơ và rất hay sưu tập thơ, và đôi khi là cái thói quen của mình khiến cho những người xung quanh ấy còn bị ảnh hưởng bởi việc là chị hay đọc thơ nhiều quá, thực sự là như vậy đấy. Thế nên là các bạn cũng có thể sưu tập thơ này, sưu tập những cái câu danh ngôn hay, những cái lời cảm nhận hay, bởi vì càng nghiên cứu càng tìm hiểu thì chị cảm thấy môn văn càng thú vị. Nên chị mong là để giữ năng lượng tốt cho mình thì tùy vào cái hoàn cảnh của từng bạn, tùy vào bản thân, tính cách của từng bạn thì các em có thể lựa chọn như chị tốt nhất là hãy mỗi ngày tặng cho mình một cái châm ngôn nào đấy của cái văn học, và chị tin là những cái châm ngôn đấy sẽ giúp cho các em giữ được cái năng lượng của mình. Hoặc là có thể đơn giản hơn là nhớ về cô cảm hứng văn ngày hôm nay đã lặn đội để có mặt ở đây thì phải cố gắng chứ, đúng không? Rồi, cảm ơn các em nhé. Cảm ơn câu trả lời của chị Minh Hiên ạ.
Ngoài ra thì em nghĩ là cái việc để các bạn tạo cảm hứng cho bản thân mình là các bạn có thể nhìn vào những cái người mà người ta giỏi hơn mình. Nhìn vào người ta không phải là để mình ghét tiện mà người tự nhủ với mình rằng là mình phải cố gắng. Và nhìn vào những cái thế hệ, cái anh chị đi trước ở trong trường mình ấy, là các anh chị đã đỗ vào ví dụ đại học Bách Khoa, đại học Ngoại Thương này, ví dụ như thế đúng không? Thì khi mà về trở lại trường thì các anh chị nhận được những cái gì? Đó là những cái sự ca ngợi và sự ngưỡng mộ của các em đúng không? Thì anh nghĩ rằng là khi mà các bạn lấy những cái người giỏi hơn mình ấy, những cái tấm gương sáng để các bạn có thể follow theo thì anh nghĩ nó cũng rất là tốt để các bạn có thể tạo cảm hứng cho mình nhá, được không ạ? Thì đấy là phần chia sẻ của anh. Thì tiếp theo thì cũng có một câu hỏi nữa về cái vấn đề chọn trường, thì anh tin rằng là sẽ có rất nhiều bạn ở đây cũng đang bị băn khoăn về cái vấn đề này. Thì câu hỏi này xin được gửi đến chị Minh Tân, được không ạ? Đấy là chị có thể tư vấn chọn trường cho anh em không ạ? Theo mình nghĩ đây là một câu hỏi cũng là khá khó khăn, bởi vì mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng, một cách lựa chọn riêng để cho tương lai của mình có thể tốt đẹp hơn. Còn về cách chọn trường thì sẽ tùy vào năng lực của người, tùy vào ước mơ và cũng là kỳ vọng có thể là của gia đình hoặc bản thân. Đấy, nên là chúng ta sẽ xem xét trước tiên là nguyện vọng của chính bản thân mình. Bây giờ làm một công việc gì thì cũng phải là do chính bản thân mình yêu thích. Nếu như người khác có đưa ra cho mình nhưng mình không yêu thích thì chắc chắn công việc đó sẽ không bao giờ tồn tại với mình mãi mãi rồi. Thế nên là bắt đầu xuất phát từ chính bản thân mình, sau đó xem xét là năng lực của mình như thế nào để mình có thể lựa chọn được cho tốt hơn. Còn về phía gia đình thì bố mẹ luôn luôn là mong muốn và tạo điều kiện cho chính bản thân mình có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta cũng phải xem là nguyện vọng của mình là cái gì và hướng đi của bố mẹ có phù hợp với mình hay không. Đấy là những chia sẻ của mình với tất cả các bạn ở đây nhé. Rất là xin cảm ơn chị. Thì không biết đối với cái câu hỏi này, một cái góc nhìn khác đi từ chị Yên, thì không biết là chị có cái quan điểm như thế nào về cái góc nhìn này ạ? Thật ra thì nếu mà để trả lời câu hỏi này thì chắc là phải từ giờ đến mai nhỉ. Các bạn cứ ngồi đây từ giờ đến mai nhé, bởi vì chị tin là gần 60 bạn, hơn 60 bạn ở đây thì bạn nào cũng băn khoăn với câu hỏi này. Một lát nữa thì chị cứ dành cho mỗi bạn 10 phút em cứ ra hỏi về tư vấn trường, tư vấn ngành nghề xem sao. Thôi là chỉ đến sáng mai là sẽ xong thôi nhá, các bạn cứ bình tĩnh. Bản thân chị thì là người mà học thì một đằng mà làm thì lại một nẻo. Thật sự là như vậy, chia sẻ thẳng thắn là như thế. Bởi vì trước đây hồi năm lớp 12 á, khi mà bố mẹ đã kiểu định hướng cho mình là con phải thi sư phạm đi, con phải học sư phạm đi, thì chị lại khăng khăng nhất quyết là không, con phải thi báo chí và con phải học báo chí. Đúng là như thế, chị đã quyết tâm bằng được và chị đã làm bằng được và chị đỗ báo chí để đi học. Thật sự là như vậy ấy. Nhưng mà đến một thời điểm chị cảm thấy rằng là nhiều người đặt câu hỏi cho chị là trời ơi, 4 năm trời đi học báo chí bây giờ có cảm thấy kiểu nuối tiếc không? Có nuối tiếc về việc là tại sao lại học báo chí không? Thì chị có thể gọi là ngẩng cao đầu và trả lời và nói rằng là không, chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về học báo chí cả. Thật ra là bản thân chị nghĩ như thế này, nếu như mà ngày xưa chị thi sư phạm thì có lẽ ngày hôm nay chị sẽ không ngồi đây. Chị nghĩ là như thế, nếu ngày xưa học sư phạm thì có lẽ chị không ngồi đây. Tại bởi vì trường báo chí tặng cho chị một cái tư duy và một cái góc nhìn nó rất là mới mẻ. Có thể là vì sinh viên báo chí họ lúc nào cũng rất là sôi động, họ lúc nào cũng rất là nhiệt tình và họ lúc nào cũng rất là kiểu khác biệt. Thế nên là chị cảm thấy là hiện tại cho đến thời điểm bây giờ chị đang làm được những điều khác biệt. Còn nói về việc chọn, thế nên là mới hiểu là đôi khi là chúng ta chọn nghề, chọn ngành, nhưng chưa chắc sau này cái nghề đó đã chọn lại mình. Nhưng mà nói như vậy không có lý do gì để các bạn buộc luôn về những lựa chọn và quyết định của mình cả. Thì chỉ khuyên các bạn một điều duy nhất thôi, là ở thời điểm hiện tại em đang tin vào điều gì, em đang quyết tâm và nỗ lực để làm được điều gì thì hãy cứ theo cái ngành nghề đó. Còn tất nhiên là bây giờ thì thời đại công nghệ 4.0 rồi, các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cái công ty, cái ngành nghề rất là nhiều. Thì các em hãy chủ động trong việc đấy, thay vì việc đang được nghỉ corona, thay vì việc là ngủ này, ăn chơi hát lượn này, thì hãy dành ra một chút ít thời gian để tìm hiểu về ngành nghề đi, bởi vì là cũng chỉ còn gần 4 tháng nữa thôi. Còn về tương lai sau này như thế nào thì chị nghĩ là nếu như các em đã tin tưởng vào lựa chọn của mình hiện tại thì sau này chắc chắn các em sẽ không bao giờ hối hận. Nói như nhà văn Đỗ Tấn thì kỳ thực trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi nhá. Nên chị mong là các bạn sẽ vững tin với lựa chọn của mình ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các em.
Đối với câu hỏi này thì anh cũng muốn chia sẻ một chút đối với những cái bạn mà các bạn thật sự mông lung ấy. Đây là góc nhìn của anh Nguyễn Nam thì anh cũng hay chia sẻ với các bạn sinh viên của mình. Đấy là nếu bạn nào mà gọi là thích giáo viên hoặc là bác sĩ hoặc là quân nhân gì đấy thì các bạn bắt buộc phải thi vào những cái trường như thế rồi đúng không? Bác sĩ mà hoặc là cảnh sát thì bắt buộc rồi. Còn những bạn nào mà thực sự mông lung không biết là mình phải chọn cái gì thì đối với một sinh viên là chuyên ngành kinh tế này nhé, thì anh khuyên các bạn nên đặt cái kinh tế lên hàng đầu. Bây giờ là các bạn có thể về nhà các bạn tìm xem là cái ngành nào hiện tại nó đang hot và cái ngành nào sau khi ra trường ấy mình có cái cơ hội việc làm cao và có mức lương cao, đúng không? Sau đấy các bạn bắt đầu các bạn theo đuổi nó. Thì và một cái việc đấy là chọn nghề nhá, được không ạ? Còn đương nhiên là sau này nghề nó có chọn mình không thì mình không biết được. Sau đó đến cái việc chọn trường thì cái lời khuyên của anh chọn trường cho các bạn đó là gì? Đấy là các bạn nên chọn vào những cái trường nó nằm ở vị trí khu vực trung tâm hoặc những cái trường mà nó thuộc khu vực năng động. Ví dụ như các trường ở bên khu vực Packing Xây ấy, rất là năng động. Thứ hai là những cái trường bên khu vực Cầu Giấy, ví dụ như là trường thương mại này, báo chí này, quốc gia này, sư phạm này, điện lực này, cao đẳng này đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà mình vào những cái môi trường nó năng động, cái khu vực nó năng động ấy, thì bản thân mình nó sẽ năng động hơn rất là nhiều. Và đòi hỏi là mình phải cố gắng, mình phải năng lượng hơn, mình phải học hỏi nhiều hơn. Từ đó thì bản thân mình sẽ thay đổi nhiều hơn, đúng không ạ? Chứ ví dụ như là ví dụ như có những bạn mà các bạn học ở những cái môi trường nó rất là xa xăm. Nói vui một chút là nó rất là xa xăm như vậy thì cái việc mà các bạn tiếp cận với những cái ví dụ chẳng hạn nhá, đấy là gì ạ? Với cái bản thân kinh nghiệm của anh là gì, khi mà anh tiếp xúc ở những cái môi trường bên Bách Kinh Xây ấy, nó hoàn toàn khác với bên thương mại, bên khu vực Cầu Giấy, mà bên Cầu Giấy sinh viên lại càng khác hơn khu vực tài chính là xa 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 đấy, về cái độ năng động ấy. Bởi vì là người ta được tiếp cận với những cái môi trường nó năng động hơn, nó hiện đại hóa. Ví dụ chẳng hạn như các bạn muốn học tiếng Anh như chẳng hạn, đúng không? Thì ở cái khu vực Banking Xây nó rất là gần bờ hồ, mà rất nhiều cây, rất nhiều trung tâm, các bạn có thể tha hồ, đúng không? Nó lại khác với cái khu vực bên Cầu Giấy, nó lại càng khác hơn ở những cái khu vực ở bên dưới nhổ lại càng xa xa hơn. Đấy, thì đấy là cái phần chia sẻ của anh, và anh tin là các bạn ở đây các bạn cũng sẽ có một vài cái nhìn nhận và các bạn có thể lấy nó là cái kim chỉ nam cho mình, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là phần chia sẻ của anh. Còn muốn về thanh xuân thì về nhân tâm với chị nhá. Rồi tiếp theo là một câu hỏi nữa. Từ nãy giờ này chúng ta chia sẻ nhiều về học văn rồi này, chọn trường rồi này, viết những nghị luận văn học rồi này. Bây giờ là một cái phần mà anh nghĩ là nhiều bạn các bạn cũng sẽ băn khoăn, đấy là viết nghị luận xã hội, đúng không? Thì đây cũng sẽ có một cái câu hỏi đấy là chị có thể chia sẻ cho em kỹ năng viết nghị luận xã hội mà không cần tốn nhiều thời gian được không ạ? Đấy, viết nghị luận xã hội nhưng mà không tốn nhiều thời gian. Thì câu hỏi này xin được gửi cho Hải Quỳnh Linh, được không ạ? Đây thực sự là một câu hỏi góc húa. Vì là đối với mình thì với những cái gì mình đã tâm huyết thì bắt buộc có phải tốn thời gian rồi. Nếu mà muốn đi con đường khác thì bạn phải là một con người cực kỳ giỏi đã. Bởi vậy mà để viết nghị luận xã hội mà không cần tốn nhiều thời gian thì trước tiên mình sẽ chia sẻ các bạn về kỹ năng viết nghị luận xã hội nhé. Cụ thể hơn là với các bạn lớp 12 năm nay thi thì cái đề nghị luận xã hội ở trong đề thi của chúng ta chiếm 2 điểm và nó chỉ là một cái đoạn văn thôi, một đoạn văn 200 chữ. Bởi vậy mà chúng ta sẽ đầu tư được cái khoảng thời gian khoảng 30 phút khi làm bài thi ấy, chỉ dành khoảng 30 phút để dành cho cái câu nghị luận xã hội này thôi. Và nghị luận xã hội là gì? Là chúng ta bày tỏ cái quan điểm cá nhân của mình đối với một vấn đề xã hội. Bởi vậy, để không mất nhiều thời gian, hãy trực tiếp đi vào vấn đề, không cần phải dài dòng, không cần phải lan man đối với công nghệ xã hội các bạn nhé. Chúng ta hãy đi trực tiếp vào vấn đề, nêu cái vấn đề đấy lên và hãy bày tỏ cái quan điểm của cá nhân mình. Tuy nhiên thì nhiều bạn sẽ gặp cái khó khăn khi mà bày tỏ quan điểm cá nhân, bởi vì tại sao ạ? Bởi vì cái vốn sống của chúng ta chưa có nhiều. Rằng là cái vấn đề về nghị lực sống này, cái vấn đề về đoàn kết hay là ý chí nghị lực, nó cứ giống nhau ấy, chắc là chúng ta cứ biết giống nhau là được, đúng không? Tuy nhiên không phải như vậy đâu. Một vấn đề bao giờ nó cũng giống như là cái hình lục giác ấy. Chúng ta nhìn từ mỗi góc độ khác nhau thì sẽ ra những cái vấn đề khác nhau. Bởi vậy mà trước tiên chúng ta hãy đọc thêm nhiều những cái thông tin cập nhật ở trên những cái trang mạng xã hội, và đặc biệt là phải là những cái thông tin từ những trang thông tin tin cậy các bạn nhé.
Bởi vì bây giờ trong cái thời đại này, thông tin nó giống như là một cái mạng lưới, nó rất là phức tạp. Bởi vậy chúng ta cũng cần phải chọn lọc. Sau khi mà có được tích lũy được cái vốn sống cho bản thân mình rồi thì khi cầm bút lên, khi mà viết cái công nghệ xã hội ấy, hãy nghĩ trong đầu, lúc nào cũng nhắc mình trong đầu cái vấn đề đó, để không, trước hết là không làm về. Thứ hai là hãy lật đi lật lại cái vấn đề đó. Trong cái phần bàn luận ở trong công nghệ xã hội, chúng ta hãy liên tục đặt ra câu hỏi để trả lời. Thứ nhất, vấn đề đó nghĩa là gì? Thứ hai, nếu như mà nó là một cái tính cách, một cái phần phẩm chất đáng có, thì chúng ta hãy đặt ra là nếu có phẩm chất đó thì chúng ta sẽ ra sao? Và nếu không có phẩm chất đó thì chúng ta sẽ như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng đó là làm thế nào để có được cái phẩm chất đó? Sau đó, để lật lại vấn đề và để đi sâu hơn vấn đề thì các em hãy nghĩ rằng là cái vấn đề đó, cái phẩm chất đó là tốt đi, nhưng mà nếu như mà cứ thái quá nó lên thì có tốt nữa không? Hay là bên cạnh cái phẩm chất đó chúng ta có cần thêm cái phẩm chất gì khác không? Hay là nếu như mà nó là một cái vấn đề xã hội đang cập nhật hiện nay thì các em hãy nhìn nó từ nhiều chiều hướng khác nhau. Ví dụ như là cái bệnh dịch corona bây giờ, nhiều bạn sẽ nhìn nhận nó là một cái bệnh dịch rất là nguy hiểm, rất là bi quan. Nhưng nhiều bạn coi đó là một cái nơi mà thể hiện tinh thần dân tộc chẳng hạn, đúng không nào? Vậy nên là cái quan trọng nhất của công nghệ xã hội mà để chúng ta không tốn nhiều thời gian, đó là tập trung đi thẳng vào vấn đề và hãy nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ, lật đi lật lại vấn đề. Và cái phần cuối cùng để chúng ta tạo ấn tượng cho cái giải thích của mình, đó là chúng ta hãy liên hệ bản thân. Bản thân chị, bản thân mình, khi mà làm theo cái điều mà chúng ta biết ở bên trên ý, nó có tác dụng gì? Nó có giúp chúng ta thay đổi cái gì không? Và cuối cùng là hãy đưa ra một cái thông điệp, một đoạn văn chúng ta viết rất là như vậy. Thì cái điều còn lại cuối cùng mà chúng ta muốn chia sẻ đến với bạn đọc là gì? Thì hãy dành cái phần đấy cho câu kết của chúng ta nhé. Và đó là những cái kinh nghiệm mà không chỉ là của bản thân mình, mà là trong cái quá trình mình đọc và góp ý bài cho các bạn nữa, thì mình thấy được là rất nhiều bạn đã đi theo cái hướng đấy và có thể thành công được. Đó là liên tục các câu hỏi và viết bằng cách trả lời những câu hỏi đó. Đó là cái ý kiến quan trọng nhất đối với công nghệ xã hội các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi thì đấy là cái phần chia sẻ của bạn Hải Quỳnh, đúng không ạ? Thì bây giờ cũng muốn lắng nghe thêm một cái phần chia sẻ nữa của chị Hiên trong phần này. Đối với nghị luận xã hội thì chúng ta đều biết rằng là đây là câu hỏi 2 điểm ở trong đề thi đại học đối với môn văn. Và nếu như mà để nói về phương pháp của công nghệ luận xã hội thì bạn Hải Quỳnh bạn ấy cũng đã trình bày khá là đầy đủ về những cái tip hay để chúng ta có thể viết câu này vừa nhanh vừa đúng rồi. Thì cũng xin được phép là bổ sung thêm cho các bạn về bốn cái từ khóa như thế này, và các bạn có thể lấy bốn cái từ khóa này để làm kim chỉ nam cho những cái bài, những cái đoạn nghị luận xã hội của mình. Bốn từ khóa đó bao gồm: một, phương pháp phải đúng đã thì đi mới đúng được, đúng không ạ? Thứ hai, quan điểm, viết nghị luận mà không viết nghị luận xã hội mà không có quan điểm thì vứt. Thứ ba là dẫn chứng, viết nghị luận xã hội đi bào chữa cho người ta mà không có bằng chứng thì thôi, tốt nhất là cũng nên đi về, được không ạ? Và cái thứ tư đó chính là lập luận. Giữa những cái phần liên kết với nhau trong quan điểm, trong dẫn chứng thì chúng ta phải đạt được cái độ đó chính là logic, viết nó phải hợp lý chứ không phải đang ở câu này mà chuyển sang câu khác lại tự nhiên lại sang một cái vấn đề khác và quan điểm khác. Đó là cái ý kiến của mình. Thì đối với cái phần này thì mình hẹn mời hai người rồi, đúng không? Thì bây giờ chị Tân đi ạ, một người cuối cùng thì xin mời chị chia sẻ phần câu hỏi này. Đối với câu hỏi nghị luận xã hội này thì mặc dù nó gần như là chiếm số điểm ít hơn so với hai phần kia, nhưng nó cũng là một số điểm khá là quan trọng để giúp cho các bạn có thể có được số điểm cao hơn. Còn về phía Tiên và bạn Quỳnh đã chia sẻ rồi thì có một ý kiến nữa, đó là về phần nghị luận xã hội này thì chúng ta không phải đi đâu xa cả. Chúng ta mỗi ngày chỉ cần dành thời gian đọc một tờ báo, xem chương trình thời sự để có thể có những dẫn chứng kịp thời nhất, và những dẫn chứng luôn luôn là điểm nóng hổi nhất. Đấy là những dẫn chứng để giúp cho người chồng có thể nhận biết được là chúng ta quan tâm tới đời sống xã hội như thế nào và đời sống văn học ra sao. Mình chỉ chia sẻ với các bạn như thế thôi. Còn ví dụ về dẫn chứng văn học, các bạn đã được học thường xuyên ở trên lớp rồi. Còn dẫn chứng ngoài xã hội thì sẽ thể hiện các bạn là quan tâm tới đời sống xã hội một cách sâu sắc hơn và toàn diện hơn. Rồi ạ, với phần chia sẻ của ba chị Tân Thánh thì các bạn sẽ có những cái phương pháp và những cái tip học
để viết nghị luận xã hội nó hay, đúng không ạ? Thì trước khi kết thúc phần này thì cho anh hỏi một chút là ở dưới không biết có bạn nào có cái câu hỏi nào muốn gửi tới chị Hiên, chị Quỳnh hay là chị Tân ở trên này không ạ? Thì có bạn rồi. Nên em chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thế Huy đến từ Bế Bỏ. Em có một câu hỏi đặt ra cho team của chị Hiên, đó là nên là ôn văn như thế nào để khi mà thi thì mình sẽ không quên. Tức là em ôn văn nhiều nhưng mà đến sắp đến kỳ thi thì nó sẽ lại quên. Thì em đặt ra câu hỏi là nên ôn văn ở thời điểm nào thích hợp nhất để khi thi của mình sẽ có một trí nhớ tốt nhất về cái bài văn đấy. Thời điểm ôn văn như thế nào trong 4 tháng này đúng không? Thì trước đây là rất là cảm ơn câu hỏi của Huy. Thật ra thì nó một cách đơn giản là như thế này. Nếu như mà hỏi về thời điểm ôn văn thích hợp nhất thì chỉ nghĩ là cái đó là tùy thuộc vào từng người. Nhưng mà với cái phần trước mà Huy chia sẻ đấy là Huy học văn mãi mà không nhớ và làm cách nào để mình có thể gọi là nhớ nhiều kiến thức văn hơn. Có điều gì về người yêu của em mà em chợt quên đi không Huy? Em không có người yêu. Thế à? Có người có điều gì mà về một người bạn rất là thân của em mà em lại quên đi được không? Khá là ít đúng không? Vậy thì hãy coi văn học trở thành người bạn thân của mình giống như chưa có người yêu, được không ạ? Để cho nó tiếp xúc hàng ngày với mình, để cho nó ok cạnh bên mình, có thể là từ góc độ này hoặc góc độ khác. Không có nghĩa là cứ phải bỏ bài tập văn ra làm mới là học văn. Và đôi khi chúng ta nghe audio của chị Hiên cũng là một cách học văn này, đúng không? Chúng ta xem phần livestream cũng là một cách học văn này. Thế nên là chị nghĩ là một trong những cách học văn tốt nhất là để cho kiến thức văn lặp đi lặp lại. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có phương pháp. Và nếu như mà bây giờ để nói về phương pháp học văn thì có lẽ là hơi dài. Nên là chị sẽ hẹn Huy ở một trong cái phần livestream sớm nhất của học văn chị Hiên sắp tới, ok không? Chị sẽ chắc chắn trả lời cho em và đưa ra luôn cho các bạn một cái lộ trình ôn văn như thế nào cho hợp lý. Còn bây giờ thì đừng hỏi chị về thời điểm, còn 4 tháng nữa thôi thì học ngay lập tức đi, chứ đừng hỏi về thời điểm nữa. Quá muộn thì không phải là quá muộn, còn sớm thì cũng không phải là còn sớm. Chị chỉ khuyên em một câu thôi, đó là học ngay đi, được không? Cảm ơn em. Một câu hỏi của một bạn nữa. Học ngay đi, có phương pháp và lặp đi lặp lại. Các bạn nhớ nhá. Em chào chị ạ, các bạn ở đây ạ. Câu hỏi của em thế này, tôi chị là làm sao để tự học văn hiệu quả? Bởi vì là ở trên lớp em nhà thầy cô giảng rất là khô khan và em thì không có điều kiện đi học online. Phần này em muốn lắng nghe câu trả lời của ai thôi. Muốn lắng nghe câu trả lời của chị Hiên ạ. Ok, tất nhiên là vẫn cảm ơn em thêm một lần nữa bởi vì vượt qua một cái chặng đường rất là xa xôi để đến đây. Chị muốn hỏi là ở cái quỹ thời gian của em ấy là em học ở trên lớp cả ngày à? Sao? Hoa đúng không nhỉ? Có phải bạn Hoa không nhỉ? Đúng không? Quỹ thời gian của em là như thế nào hiện tại? Em thưa chị là ở trên lớp của em thì buổi chiều học 4 tiết văn buổi chiều ạ. Và ở trên lớp thì là 5 tiết buổi sáng. Có nghĩa là em sẽ đi học cả tuần từ thứ 2 đến thứ 6, từ 2 đến hết thứ 7 luôn. Từ thứ 2 đến hết chủ nhật. Từ thứ 2 đến hết chủ nhật luôn à? Học cả ngày luôn à? Buổi tối thì sao? Buổi tối thì em học từ, em không học thêm ở nhà. À em không đi học thêm, em chỉ tự học ở nhà. Em học từ 8 giờ đến tầm 1, 2 giờ. 8 giờ đến 12 giờ à? Trời ơi! Chị đang rất là tò mò muốn biết là em học gì ở trong cái khoảng thời gian nhiều như thế? Còn văn thì em thử một vài cách học nhưng mà em thấy nó vẫn chưa hiệu quả. Văn về tiếng Anh ạ. Thật ra thì như thế này, không phải tự nhiên mà lại phải có thầy cô giáo đến trường để hướng dẫn cho các bạn. Chúng mình nếu như mà thật sự là một người mà có tố chất thì cái khả năng tự học của chúng mình mới cao được. Nhưng khả năng tự học mà cao rồi, nếu như có thêm có người dẫn đường thì vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế nên là lời khuyên của chị dành cho em đó là thay vì việc là mình cứ tự mày mò mọi thứ, tất nhiên là khả năng tự học cũng rất là quan trọng, thì em cũng nên gọi là có một người dẩn đường cho mình. Như vậy thì cái ước tính của em sẽ nhanh hơn và vững chắc hơn, thay vì việc là em ngồi tự nghiên cứu xem là phải như thế nào như thế nào. Nhưng mà nếu như mà có một người hướng dẫn cho em là như thế này thì chắc chắn là cách học của em sẽ tốt hơn. Còn chị cảm thấy là có một cái vấn đề mà em đang gặp phải, đó là cái quỹ thời gian của em ấy nó đang bị, tức là nó quá là hạn
hẹp và những quỹ thời gian của em có thể là phân bố nó chưa được bền lắm và chưa được hợp lý cho lắm. Thế nên là chị nghĩ là đối với nhiều bạn thì luôn luôn hỏi chị về việc tự, nếu như mà ai cũng có thể tự học được thì có lẽ chúng mình không cần đến trường, đúng không? Việc tự học chẳng hạn các khả năng lực tự học của chúng mình khi đã được thầy cô hướng dẫn rồi thôi. Thế chị mong là em sẽ tìm một cái lớp học nào đấy ở tại quê hương của em, có thể là học cô nào đấy, mình dành thời gian tăng thì không cần nhiều, một tuần chỉ cần học một buổi thôi là ok rồi, sau đó em về nhà em tự học lại kiến thức đấy thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn bây giờ để mà hỏi về câu là tự bản thân em học thế nào thì chị nghĩ là không ai tự học được cái gì cả, có người hướng dẫn thì vẫn tốt hơn nhá. Cảm ơn em. Vẫn còn một câu hỏi nữa ạ. Chị ạ, em có một câu hỏi với chị Hiên ạ. Là em học văn thì cũng không phải là không tốt lắm, nhưng mà em phải phụ thuộc rất nhiều vào tài liệu các thầy cô giáo ở trên trường. Vậy em muốn hỏi chị là làm như thế nào để mình có một cái chất văn riêng cho mình khi mà mình đi thi và không phải phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu các thầy cô giáo cho ạ. Cảm ơn câu hỏi của em nhé. Đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn đã hỏi chị về việc là làm thế nào để tạo thức riêng cho mình. Nếu như các em mới đang 17 tuổi mà các em đã tự tạo được thức riêng cho mình thì có lẽ em sắp tới sẽ trở thành Xuân Quỳnh, sắp tới sẽ trở thành Lâm Thị Mỹ Dạ, sắp tới sẽ trở thành những nhà thơ, nhà văn mất rồi. Tại vì là những cái thức riêng trong văn học đó là một cái điều gì đấy mà người ta phải đi mài giũa, đi tìm kiếm rất là khó khăn mới có thể có được. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn không tự tạo ra được cái sự sáng tạo cho mình. Chị xin được phép chỉ dùng ở đây đó là từ sáng tạo thôi, chứ chưa thể nào là chất riêng được, đúng không ạ? Đối với việc học văn thì cái môn học này khá là đặc thù ở chỗ là chúng mình phải có được những cái kiến thức cơ bản mà chị gọi là phần kiến thức nền. Đây là phần kiến thức mà chắc chắn là các bạn sẽ phải nắm được và các bạn sẽ dựa vào đấy để phát triển thêm. Thì lời khuyên dành cho chị bây giờ là chúng ta vẫn tham khảo những tài liệu của các thầy cô và phải biết chọn lọc tài liệu, nhưng mà chúng ta sẽ viết nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn để biến đổi, thay thế cái từ ngữ, thay thế cái câu văn. Chúng ta viết nhiều thì chắc chắn là chúng ta sẽ giỏi nhanh thôi, đúng không ạ? Bạn gì nhỉ? Bạn gì vừa đặt câu hỏi với chị nhỉ? Hàng đúng không? Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Ok, vẫn còn một câu hỏi nữa ạ. Em xin chào các anh chị ạ, các bạn. Hôm nay mình đây em xin hỏi chị một câu ạ. Trong đại học của mình ạ, sẽ có một bài cuối, có một cái hình ảnh làm thế nào để mình cảm thụ được hình ảnh tốt nhất và nêu có ý nghĩa của nó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn muốn cô hay là chị nào? Đầu tiên thì xin mời chị Tân chia sẻ trước, đúng không ạ? Đối với tình hình này. Đối với câu hỏi của bạn thì thường là trong những đề thi vào trường chuyên hoặc là những đề thi học sinh giỏi quốc gia thì người ta sẽ lựa chọn cái hình ảnh để làm đề thi cho một câu hỏi nghị luận văn học. Còn bình thường ra đối với một đề thi đại học thì người ta cũng sẽ lựa chọn một bài thơ hoặc một đoạn văn hoặc một câu chuyện để cho chúng ta từ đó, từ phần đọc hiểu sau đó chúng ta sẽ rút ra trong phần nghị luận văn học là một câu hỏi định hướng như thế nào để viết thành một đoạn văn. Còn để làm tốt một cái câu hỏi như bạn vừa đưa ra là từ hình ảnh thì chúng ta gần như nó là một tổng hợp, gần như nó là một tổng hợp của tất cả các bộ môn. Có thể là trong hình ảnh đó là tư duy của bộ môn toán học, có thể là tư duy của bộ môn vật lý, và từ đó chúng ta sẽ đi đến văn học để chúng ta có thể viết được nó cụ thể hơn và chính xác hơn. Mình sẽ phải đánh vận. Mình chia sẻ thêm một chút về câu hỏi này. Có một cái rất là hay với những đề về hình ảnh, với những đề về hình ảnh và những cái đề mở như vậy thì chắc chắn là sẽ không có một đáp án cố định nào để có thể đánh giá các bạn. Bởi vậy mà chúng ta lại có thêm một cái khoảng tự do để chúng ta có thể bày tỏ quan điểm. Và các bạn gặp khó khăn khi mà nhìn hình ảnh nó không biết nó thuộc truyền đạt cái thông điệp gì thì có một cái mẹo như thế này. Chúng ta phải nắm được cái đặc trưng ở những cái hình ảnh xuất hiện ở trong đó. Ví dụ, trong hình ảnh xuất hiện con rùa và con thỏ thì chắc chắn chúng ta phải biết được con rùa là nó tượng trưng cho cái sự chậm chạp và con thỏ là sự nhanh nhạy rồi. Trước tiên
chi tiết nào là chi tiết đắt giá và nó sẽ tượng trưng cho những ý nghĩa gì. Cứ lần lượt nêu ra những ý nghĩa của cái chi tiết đó ra. Sẽ nhiều khi với những hình ảnh nó mơ hồ và nó sẽ mang nhiều ý nghĩa thì lời khuyên cho các bạn là hãy chọn một ý nghĩa mà các bạn cho là nó quan trọng nhất thôi. Chúng ta không có thời gian để bàn bạc tất cả những ý nghĩa đó. Và hãy tin rằng cái chiều hướng chúng ta đi theo là một cái chiều hướng đúng để cứ thế bám vào và đi thôi. Không phải là cái hình ảnh nó có 5 ý nghĩa. Bàn về ý nghĩa đầu tiên rồi lại nghĩ là thế rồi bây giờ không bàn về ý nghĩa thứ tư có thiếu không? Không hề. Bài viết đó các bạn khi đã bàn sâu rồi thì người đọc sẽ hiểu được là các bạn đang muốn truyền đạt cái thông điệp gì. Chúng ta viết sâu, viết kỹ tốt hơn là chúng ta cứ viết lan man mà không đi đến đâu. Và đó là lời khuyên của mình đối với những cái đề về hình ảnh các bạn nhé. Cảm ơn lời chia sẻ của bạn Quỳnh. Còn bạn nào có câu hỏi muốn gửi đến các bạn? Vì thời lượng chương trình của chúng ta chọn có hạn, thế nên là phần talk show của chúng ta ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây đúng không ạ? Thì đến với buổi Tôi Cảm Hứng Văn 2020 ngày hôm nay, rất là xin được cảm ơn chị Tân, chị Hiên và bạn Hải Quân. Thì mọi người có thể trả lời một xí cho em ạ. Thì đến với Tôi Cảm Hứng ngày hôm nay của chị Hiên, thì chị Hiên cũng và team học văn có một cái phần quà muốn gửi tới các bạn. Phần quà này sẽ rất là có ích cho các bạn ở thời điểm tại khi mà các bạn muốn ôn văn, thì xin mời các bạn có thể hỗ trợ rồi những phần quà này đến các bạn được không ạ? Dù là những phần quà nhỏ thôi nhưng mà đó là sự tâm huyết của chị Minh Hiên và team học văn chị Hiên và muốn gửi đến các bạn động lực để các bạn vững bước và đỗ đại học. Và ở đây thì không biết là quà có đủ hay không, tại vì là chỉ có chuẩn bị 50 suất quà thôi, hy vọng là đủ nhá. Nếu mà không có thì chị sẽ bù đắp cho các em bằng cái khác, yên tâm, không lo lắng về việc thiếu quà. Bây giờ thì kêu bảo các chị em có thể gửi những cái phần quà này đến các bạn nhé, giúp cho chị. Các bạn có thể nhìn thấy phần quà mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên tay mình, đấy là hai cái ấn phẩm của học văn chị Hiên. Đầu tiên đó là một cuốn sổ tay mang tựa đề là Gieo Nắng Ban Trưa. Hãy ghi vào đây những cái điều mà các bạn tâm đắc khi mà học môn văn. Các em sẽ là một cái món quà để các bạn học môn văn rất là tốt. Ghi những cái dẫn chứng, ghi những cái nhận định vào trong cuốn sổ này nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta còn nhận được một cái ấn phẩm thứ hai nữa. Đó là một ấn phẩm mang tên là tuyển tập ôm mầm. Tại sao là ôm mầm? Thì phần sau này chúng mình có giải thích rồi. Bởi vì những cái nhận định tích cực nó rất là quan trọng đối với cuộc sống. Những người truyền cảm hứng bây giờ đang rất là nổi tiếng và mình tin là nó sẽ truyền cảm hứng rất nhiều đến cho các bạn. Và đặc biệt, điều đặc biệt của cái tuyển tập ước mơ này các bạn hãy dở đến trang cuối cùng nhé. Hãy đọc lần lượt từng trang và hãy dở trang cuối cùng sẽ thành điều đặc biệt của tập này. Ở trang cuối cùng này thì để chống một bức ảnh. Chị hy vọng là các bạn sẽ để bức ảnh của mình vào đây. Và chị mong rằng là các bạn sau này hay là ở thời điểm hiện tại cũng sẽ là một người truyền cảm hứng, sẽ là một người mà ươm được những cái cảm xúc và mang những cái năng lượng của mình dành cho những người khác. Hãy để cho mình trở thành một người dẫn chứng để sau này rất là nhiều thế hệ tiếp sau đây có thể đưa các em vào bài văn của mình nhé. Có thể các bạn trong tin học văn chị Hiên gói quà kỹ quá nên là các bạn vẫn chưa mở xong. Các bạn ơi, còn có một cái thẻ mã QR đấy, các bạn cũng sẽ gửi cái phần quà này đến cho các bạn nhé. Đây ở trong đây thì có một cái chiếc thẻ rất là kỳ diệu, chỉ cần các bạn